Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được một phiên bản đặc biệt của dòng Maurice Lacroix Icon Chronograph. Đây là một chiếc mới 100% và nó là thuộc phiên bản Mahindra Racing. Đây là sự kết hợp của Maurice Lacroix với đội đua Mahindra Racing của Ấn Độ. Thì với cái dòng này thì chúng ta sẽ có một cái thiết kế rất là đặc biệt và nó khác biệt hoàn toàn so với cái dòng Chronograph mà các bạn thường thấy của dòng Icon. Chúng ta sẽ có một cái mặt dial với size là 44mm, tuy nhiên là lắc rất là cụt. Các bạn có thể nhìn thấy nó không có càng. Nên chúng ta đeo size 44 nhưng mà nó chỉ tương đương với size 42 của hãng khác thôi các bạn nhé. Thì với cái size này thì tay anh em là mình recommend anh em khoảng tầm 17cm trở lên thì chúng ta sẽ đeo rất là đẹp. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế đặc trưng của dòng Icon với một cái niềng benzen có 6 cái chấu kim loại sáng. Và niềng benzen này của chúng ta được làm phay xước giống phần thân của chúng ta. Còn 6 chấu kim loại này của chúng ta thì sẽ được đánh bóng rất là đẹp. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có một cái dial với 3 sub dial nhỏ. Trong đó có 2 sub dial màu xanh, tím than. Thì của chúng ta thì sẽ đó là 2 sub dial Chronograph. Ở đây thì chúng ta sẽ có Chronograph Foot và ở đây chúng ta là Chronograph Giờ. Còn tại góc 9 giờ thì các bạn sẽ thấy đó là một cái sub dial màu đỏ. Và sub dial này chính là sub dial kim dây của chúng ta, Small Second. Các bạn lưu ý là những cái bộ kim nó có 6, tổng cộng là 6 kim và 3 kim liên quan đến chỉ giờ của chúng ta thì sẽ được làm bằng thép và đánh bóng, trong đó là kim giờ, kim phút và kim giây. Còn 3 kim còn lại liên quan đến bộ máy Chronograph của chúng ta thì sẽ là kim được sơn màu đỏ. Đây là một cái sự mà kết hợp màu sắc rất là đẹp và đỉnh với màu trắng, màu đỏ và màu xanh các bạn nhé. Ngoài ra chúng ta sẽ có những cái sáng bóng của thép nữa. Tại góc 3 giờ thì các bạn sẽ có ở đây là hai ô lịch ngày và ô lịch thứ. Phía trên thì chúng ta có logo Maurice Lacroix. Ở dưới thì chúng ta sẽ có dòng chữ Automatic và đây Swiss Made ở góc 6 giờ. Mặt đeo của nó thì sẽ có những cái vân caro khá là đẹp và mặt đeo của nó màu trắng với những cái sắp đều đối lập màu. Đó, các bạn để chữ V này cũng đẹp này. Đó, còn chúng ta xoay như này thì sẽ là những cái sắp đều nó rất là nổi bật trên cái nền trắng luôn. Ở phía ngoài của chúng ta thì sẽ là một cái viền màu xanh tím than và cái viền này của chúng ta thì như các bạn thấy nó cũng được chia thành 60 phút và những phần trăm phút nữa. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có 3 núm chính của đồng hồ với cái núm chỉnh giờ, phút, ngày, lịch ngày và 2 núm Chronograph. 3 núm này của chúng ta thì đều là 3 núm skill down, nó giúp cho khả năng chống nước của đồng hồ nó tốt hơn rất là nhiều. Và chiếc đồng hồ này cũng có thể chống nước được 200m tương đương với 20 ATM các bạn nhé. Đó, 3 núm đều là 3 núm skill down chống nước luôn. Ở phía đằng sau thì các bạn sẽ thấy là cái biểu tượng của Mahindra Racing. Cùng với đó là hình ảnh một chiếc xe đua ở phía trên này. Và dòng chữ là Passion này, Passioneer này. Đó, như các bạn thấy này. Đó, chúng ta sẽ có dòng chữ Mahindra Racing. Trong đó là Mahindra màu đỏ rất là đẹp và nổi bật. Phía trên này là giống như kiểu đua F1 nhưng mà mình nghĩ đây là đội đua F2. Thì nó sẽ có cái biểu tượng như vậy. Nhìn rất là xịn sò luôn và chúng ta sẽ có thêm một dòng chữ là Special Edition ở đây các bạn nhé. Các bạn thấy rõ luôn dòng chữ Special Edition rất là đẹp. Thân thép không gỉ, Swiss Made này. Ở đây là serial number và đầu mã của sản phẩm. Độ chống nước là 20 ATM như mình đã nói. Đó. Phiên bản đặc biệt này là một phiên bản không đánh số cho nên là các bạn sẽ thấy nó sẽ không có số limited. Đi kèm với nó thì chúng ta sẽ có một cái sợi dây da bò lộn và sợi dây da bò lộn này thì được đục lỗ cho nó thể thao và thoáng khí khá là đẹp. Và các bạn để ý là đây là sợi dây da có cái màu xanh giống với cả màu xanh ở trong cái sub dial này. Và chúng ta sẽ có cái chỉ đỏ ở đây. Đây là một sự kết hợp màu sắc đúng với cái mặt dial của nó cho nên khi các bạn đeo chiếc này lên thì mình nghĩ nó sẽ rất là tuyệt vời. Và chúng ta sẽ có một cái khóa gập đi kèm giống như dòng Icon bình thường. Đó. Với chiếc này thì các bạn lên tay thì như mình nói thì mình nghĩ là anh em lên tay khoảng tầm 17cm trở lên thì chúng ta đeo chiếc này sẽ là đẹp. Còn đây như các bạn thấy tay mình khi mà lên tay thì nó hoàn toàn vừa nhé các bạn nhé. Chiếc này sử dụng bộ máy Automatic và với ML thì gọi bộ máy này là ML112. Chúng ta sẽ có 25 chân kính, 28.800 tần số động và 44 giờ tích cót các bạn nhé. Đó. Chiếc này thì bên mình đang có cái mức giá là 53.900.000 là dành cho phiên bản Mahindra Racing này. Còn với phiên bản Chronograph thường, dây thép thì nó sẽ loanh quanh vào khoảng tầm 52 triệu. Tức là phiên bản đặc biệt này nó đẹp hơn rất là nhiều và nó không chênh nhiều so với cái mức giá của phiên bản thường. Thì nếu như anh em nào có nhu cầu về chiếc Maurice Lacroix Icon Chronograph Mahindra Racing này thì có thể liên hệ bên mình. Cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.